sinh ra trong một gia đình cha mẹ không thương, và tới bây giờ là mẹ chị đã 70 rồi, chị vẫn đang chờ đợi để mà mẹ chị nói với chị là mẹ chấp nhận con. Chị vẫn đang chờ đợi để mà mẹ chị nói với chị là mẹ chấp nhận con. Em biết không, những khi mẹ nói thương á, chị nghĩ là mẹ chị đang diễn. Rồi giang cái chân ra mà cột lên rồi nè, mà nhìn cái đèn xuống rồi nè, mà nhìn thằng bên là trời, con dao mổ để rần 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 rồi bịt nước máu nước biển để rần rần vậy đó. Coi như là phản xạ mình búng giục mình chạy xuống liền. Mình chỉ bước chạy xuống luôn, nhưng mà sao không? Không, sao mọi đẹp, tôi sẽ là con gái. Trời ơi, tôi có được cái này cái gì, coi như một người phụ nữ. Ở với nhau hai mấy năm rồi cũng đi đêm, thì chị cũng giận hờn mấy lần. Thì anh nói là không có bạn bè đi chơi thôi, nhưng mà chị biết trong cái đi đêm đó anh ta có ăn dụng. Đàn ông nha, ở chị mà đi đêm đi chơi mà chị biết nha, cái nói chị ghen dính. Thà đau một lần, thà là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Kiểu như đàn ông tốt như mình khúc đầu thôi. Nhưng mà ăn dụng cái rồi là nghỉ chơi. Lương mình đã chui vô cái hang mà bậy bạ rồi là không thể nào mà chui vô cái hang chị được.